chào quý vị và các bạn. Liên tục những ngày trở lại đây, mưa xuất hiện từ rải rác đến nhiều nơi ở các tỉnh thành miền Bắc, khiến cho trời dịu mát và trạng thái mưa nhiều sẽ còn kéo dài đến hết ngày mùng 10 tháng 6 tại đây. Nguyên nhân là do rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam cắt ngang qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên mưa diễn ra trên diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt là từ 100 đến 250mm cả đợt, có nơi còn trên 300mm. Thời gian mưa lớn thường vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Người dân vùng núi cần đề phòng với sạt lở đất đá và lũ quét. Hình thế gây mưa phía Bắc cũng tác động đến các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, khiến mưa diễn ra nhiều nơi và nhiệt độ duy trì ở mức mát mẻ. Còn lại, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, mưa dông cục bộ xảy ra vào lúc chiều tối. Ban ngày khu vực có nắng, các tỉnh từ Quảng Nam trở vào cho đến Ninh Thuận sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày xấp xỉ từ 35 đến 37 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam chi phối, ban ngày khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 30 đến 34 độ. Về chiều và tối thì khu vực sẽ có mưa dông tập trung tại phía Nam Tây Nguyên và hầu khắp khu vực Nam Bộ. Trong mưa dông thì người dân cũng cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trên toàn Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý với quý vị và bà con là mưa rào và dông diễn ra rải rác tập trung vào chiều tối, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp và nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, trong hôm nay, mưa lớn diện rộng tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan để giảm thiểu thiệt hại khi mưa lớn còn kéo dài đến ngày 10 tháng 6. Những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 8 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.